Vừa qua, phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang đã có thông báo tuyển bổ sung chỉ tiêu ở một số ngành gồm cả bậc đại học và cao đẳng. Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang sẽ tuyển bổ sung ngành sư phạm giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non hệ cao đẳng và đại học, ngành du lịch, ngôn ngữ Anh, chăn nuôi thú y, dược liệu hợp chất thiên nhiên hệ đại học. Trong đó, khối các ngành sư phạm sẽ được miễn học phí và sinh viên còn nhận thêm hỗ trợ 3,63 triệu một tháng. Riêng ngành dược liệu hợp chất thiên nhiên, sinh viên được hỗ trợ 3,6 triệu một tháng. Phân hiệu cũng thực hiện miễn học phí 100% đối với sinh viên là con hoặc thân nhân của người có công với cách mạng, sinh viên là người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, giảm học phí 70% học phí với sinh viên là người dân tộc thiểu số ở thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực 3 vùng dân tộc và miền núi. Mọi thông tin tuyển sinh sinh viên có thể liên hệ tại Trung tâm đào tạo bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang để được tư vấn.